Xin kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Quý vị thân mến, thời gian qua đã có nhiều vụ đại án được đưa ra xét xử thu hút sự chú ý của dư luận như vụ án Vạn Thành Phát, đại án công ty Việt Á, phiên phúc thẩm vụ án chuyến bay giải cứu. Tuy nhiên, điểm chung giữa các phiên xét xử này đó là cơ quan báo chí bị hạn chế quay phim ghi hình tại phiên tòa. Lý giải về điều này, chánh án tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cho rằng việc ghi âm lời nói, ghi hình ảnh chỉ được thực hiện khi chủ tọa phiên tòa cho phép nhằm đảm bảo cho các cơ quan tiến hành tố tụng tập trung cao nhất cho quá trình xét xử, không phải để làm hình ảnh trước truyền thông. Chánh án Nguyễn Hòa Bình nêu lý do phải cấm ghi âm, ghi hình tại phiên tòa. Ngày 26 tháng 3, hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách đã cho ý kiến về dự luật tổ chức tòa án nhân dân sửa đổi, quy định về việc tham dự và hoạt động thông tin tại phiên tòa. Phiên họp là một trong những nội dung được các đại biểu quốc hội quan tâm. Đáng chú ý tại khoản 3 điều 141 dự thảo luật quy định việc ghi âm lời nói, ghi hình ảnh của hội đồng xét xử, thẩm phán, người tiến hành tố tụng khác chỉ được thực hiện trong thời gian khai mạc phiên tòa, phiên họp khi có sự đồng ý của chủ tọa phiên tòa, phiên họp. Ủy viên Bộ Chính trị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết khi tổ chức phiên tòa, hội đồng xét xử phải đảm bảo ba yêu cầu gồm đúng luật, chất lượng và nghiêm túc. Và nên hội đồng xét xử phải quy định việc đưa tin truyền thông về phiên tòa. Chánh án toán nhân dân tối cao nói nếu tổ chức phiên tòa mà vi phạm quyền con người là tòa vi phạm. Ví dụ phiên tòa ly hôn, vợ nói thế này, chồng nói thế kia, toàn bộ vụ việc được ghi âm, ghi hình rồi đưa lên mạng là rất phức tạp, vi phạm quyền con người người ta cũng không muốn cho xã hội biết vợ chồng họ có bao nhiêu tài sản, lý do tại sao phải ly hôn rất nhạy cảm xung quanh câu chuyện này. Cũng theo chánh án toán nhân dân tối cao để đảm bảo chất lượng phiên tòa, thế giới cũng không cho truyền thông ghi âm ghi hình. Chánh án toán nhân dân tối cao nêu, viện kiểm sát, luật sư, hội đồng xét xử toàn tâm toàn ý tập trung suy nghĩ cao nhất trong vụ án. Thế nhưng cứ chỉ máy quay vào mặt thì người ta bị phân tán. Lúc cần đưa ra quyết định sáng suốt nhất thì bị phân tán. Theo chánh án Nguyễn Hòa Bình, bản thân hội đồng xét xử, kiểm sát viên, luật sư cũng không muốn hình ảnh đưa lên truyền thông không đẹp. Nhưng trong quá trình xét xử, họ phải nhăn mặt, nhíu mày, đâm chiêu suy nghĩ, chứ không phải lúc nào cũng nở nụ cười. Chánh án Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh việc ghi âm lời nói ghi hình ảnh của hội đồng xét xử thẩm phán người tiến hành tối tụng khác chỉ được thực hiện khi chủ tọa phiên tòa cho phép nhằm đảm bảo cho các cơ quan tiến hành tố tụng tập trung cao nhất cho quá trình xét xử chứ không phải để làm hình ảnh trước truyền thông. Ông Nguyễn Hòa Bình khẳng định, chúng tôi không điều chỉnh việc truyền thông của các cơ quan báo chí về vụ án, chúng tôi chỉ điều chỉnh truyền thông trong phòng xét xử. Ra ngoài hành lang phỏng vấn ai, đưa tin như thế nào thì đó là việc của cơ quan báo chí truyền thông, chúng tôi không điều chỉnh, không ngăn cản, cả thế giới đều quy định như thế. Cũng theo chánh án Nguyễn Hòa Bình toán nhân dân tối cao sẽ bổ sung vào dự thảo luật quy định tòa án sẽ ghi âm lời nói, ghi hình ảnh để phục vụ công tác nghiệp vụ và lưu trong hồ sơ vụ án, khi sử dụng những tư liệu này phải đảm bảo quyền con người. Bên cạnh vấn đề đó, theo dự thảo, tòa án nhân dân tối cao đề xuất đổi tên tòa án nhân dân cấp tỉnh thành tòa án nhân dân phúc thẩm, tòa án nhân dân cấp huyện thành tòa án nhân dân sơ thẩm. Liên quan đến tên gọi của tòa án, Chánh án Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh xuyên suốt từ trước tới nay, rất nhiều nghị quyết của Đảng, từ nghị quyết 49 đến hiện nay là nghị quyết 27 đều nêu rõ tổ chức tòa án theo thẩm quyền xét xử. Ông Nguyễn Hòa Bình nói, luật không quy định tòa án cấp tỉnh làm cái này, cấp huyện làm cái kia mà chỉ quy định thẩm quyền của tòa sơ thẩm, phúc thẩm, bản án cũng không nói tòa án Hà Nội làm cái này, tòa án Ba Đình làm cái kia mà chỉ nói tòa sơ thẩm quyết định thế này, tòa phúc thẩm quyết định thế kia. Ông Bình cũng nhắc tới truyền thống pháp lý. Từ khi thành lập tòa án, Bác Hồ đã lập các tòa án sơ thẩm, phúc thẩm. Điều này đã được ghi nhận trong Hiến pháp năm 1946. Chánh án Nguyễn Hòa Bình nói thêm, tham khảo kinh nghiệm quốc tế, không có nước nào tổ chức tòa án cấp tỉnh, cấp huyện cả. Đây là thẩm quyền quốc gia, quyền lực quốc gia. Ngoài ra, chánh án cũng không đồng tình với ý kiến một số đại biểu cho rằng chỉ đổi tên, không đổi thẩm quyền. Chánh án khẳng định, thực tế đã đổi tên, đổi thẩm quyền, nhưng việc đổi thẩm quyền sẽ còn nhiều hơn nữa khi sửa các luật tố tụng và các phân cấp của tòa án. Theo ông Bình, chúng ta đã tiến một bước là phân công cho tòa cấp huyện xử đến 15 năm, nhưng thực tế trên độ hiện nay, tòa cấp huyện thậm chí có thể xử đến trung thân tử hình, nhưng chúng ta cần có bước đi hợp lý. Cũng theo chánh án, theo quy định Tòa cấp tỉnh xử các vụ án có yếu tố nước ngoài, nhưng thực tế năng lực tòa cấp huyện, đặc biệt là tòa cấp quận của Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cũng có thể xử được các vụ án có yếu tố nước ngoài. Phân tích thêm, chánh án cho rằng việc đổi mới tổ chức của tòa án như quy định tại dự thảo mang lại nhiều lợi ích, trong đó quan trọng nhất là nguyên tắc độc lập của tòa án được bảo đảm, không phụ thuộc vào đơn vị hành chính. Điều này đúng với tinh thần hiến pháp và đúng với yêu cầu nghị quyết 27. Theo chánh án Nguyễn Hòa Bình, Chúng tôi xin cho phép lập hai phương án để giải trình trước Quốc hội. Hiện nay chúng ta không làm thì tương lai con cháu chúng ta cũng phải làm. Vì đây là xu hướng thế giới. Đây là xu hướng tiến bộ, nhưng vì lý do này, lý do khác mà chúng ta chưa làm được. Nếu không sửa bây giờ là lỡ một cơ hội để đổi mới trực để hoạt động tòa án. Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga Đoàn Hải Dương bày tỏ đồng tình với phương án giữ nguyên tổ chức tòa án ở địa phương hiện nay, gồm tòa án cấp tỉnh và cấp huyện. Theo đại biểu Nguyễn Thị Biệt Nga, dù tên gọi của tòa án cấp tỉnh, cấp huyện gắn với đơn vị hành chính địa phương, hoạt động của tòa án vẫn độc lập với bộ máy chính quyền địa phương. Về cơ cấu tổ chức, tòa vẫn thuộc sự quản lý chỉ đạo hướng dẫn của tòa án nhân dân tối cao và công tác điều động bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ được thực hiện theo ngành dọc mà không chịu sự chi phối của chính quyền địa phương. Đại biểu chỉ rõ hệ thống tòa án hiện nay hoạt động ổn định, hiệu quả và có sự thống nhất giữa các văn bản có liên quan trong hệ thống pháp luật. Đề xuất đổi mới chỉ đơn thuần là đổi tên gọi của tòa án tỉnh, huyện thành tòa phúc thẩm và sơ thẩm. Còn tổ chức bộ máy vẫn được bố trí theo địa giới hành chính như hiện nay, tại mỗi tỉnh, thành phố, huyện. Cơ cấu trong tòa án vẫn không có sự thay đổi so với bộ máy đang được vận hành. Do đó, để tránh tình trạng bình mới rượu cũ, hạn chế phát sinh các chi phí do thay đổi tên gọi thống nhất với một số cơ quan khác có liên quan, đại biểu nhấn mạnh sự thay đổi này là không cần thiết. Việc đổi mới không tạo những chuyển biến khác biệt trong công tác xét xử. Quy định của các nước về việc ghi âm, ghi hình tại phiên tòa. Điều 141 dự thảo luật tổ chức tòa án nhân dân sửa đổi cho thấy các quy định về hoạt động tư pháp của nước ta đang theo hướng tiếp cận với pháp luật các nước và thông lệ quốc tế. Ở góc độ rộng hơn, quy định của dự thảo về việc ghi âm, ghi hình phải được sự đồng ý của người tham gia tố tụng và chủ tọa phiên tòa. Phiên họp còn mang ý nghĩa quan trọng, đảm bảo quyền con người. Tại nhiều nước, việc ghi hình dưới mọi hình thức đều bị cấm nếu chưa được cho phép. Ngay cả việc phát trực tuyến phiên xử cũng phải có chỉ định theo tính chất vụ án. Đối với các vụ án hình sự, Điều 53 Luật Tố tụng Hình sự Liên bang Mỹ quy định cấm chụp ảnh và phát sóng quá trình xét xử trong phòng xử án. Đối với các vụ án dân sự, từ năm 1990, Hội đồng Tư pháp, cơ quan hoạch định chính sách cho các tòa án Liên bang Mỹ thông qua đề xuất trao cho thẩm phán quyền cấp phép việc phát sóng, ghi âm hoặc chụp ảnh trong phòng xử án. Sau nhiều lần sửa đổi bổ sung đến năm 2016, các thẩm phán trong các vụ án dân sự ở Mỹ có quyền cấp phép chụp ảnh và phát sóng hình ảnh nếu đảm bảo việc này phù hợp với quyền của các bên, không làm sao lãng những người tham gia thủ tục tố tụng và không can thiệp vào việc thực thi công lý. Chẳng hạn trong vụ xét xử cựu tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan cáo buộc dùng tiền bịt miệng hồi tháng 3, thẩm phán tòa án tối cao New York, ông John Merson đã từ chối để truyền thông ghi hình phiên tòa chỉ cho phép chụp ảnh ông Trump vào phòng xử án trước khi phiên tòa bắt đầu. Tại New Zealand, theo nguyên tắc đưa tin tại tòa án do Bộ Tư pháp New Zealand ban hành năm 2016, bất cứ cá nhân hay cơ quan truyền thông nào muốn quay phim, chụp ảnh, ghi lại hoạt động và thủ tục tố tụng tại tòa, phải nộp đơn đăng ký tại tòa án đó và chờ thẩm phán cấp phép thẩm phán có thể rút lại quyết định cấp phép bất cứ lúc nào nếu tin rằng việc chụp ảnh và phát sóng ảnh hưởng đến bị cáo và những người tham gia phiên tòa